5 điều kiêng kỵ đi lễ chùa Tết 2024. Đi chùa nên cầu cúng điều gì để cả năm may mắn phát tài, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Thưa quý vị, phong tục ngày Tết đi chùa, tục lệ đầu năm mới này đã ăn sâu vào tâm thức của người dân Việt Nam, bởi đây là một nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Chính vì vậy, mỗi dịp xuân về, các gia đình đã chọn cho mình những ngày đi lễ chùa đầu năm nhằm để ước nguyện mọi điều tốt đẹp. Nhưng ít người biết được việc đi lễ chùa cúng khấn đầu năm mới cần phải chú ý gì và kiêng kỵ những điều gì. Ngay sau đây, Lắng Đọng Tinh Hoa sẽ giải đáp cho quý vị khi đi lễ Phật dịp Tết Nguyên đán này cần làm gì, khấn gì cho đúng cách để gia chủ năm mới gặp nhiều tài lộc, giàu có, hạnh phúc và bình an. 7 điều tuyệt đối cấm kỵ khi đi lễ chùa đầu năm 2024. Thưa quý vị, hàng năm, mỗi khi Tết đến, bên cạnh những hoạt động vui chơi giải trí rộn ràng, thì bên cạnh đó, người Việt thường có thói quen đi lễ chùa đầu năm. Điều này dần trở thành một nét văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa và cách đi chùa đúng đắn và nguồn gốc của thói quen này. Nguồn gốc thói quen đi chùa đầu năm. Phần lớn người đi lễ chùa đầu năm là theo truyền thống của gia đình, từ đời này sang đời khác. Những người đi chùa trở thành một thói quen có thể diễn ra hàng ngày. Phong tục lễ chùa đầu xuân tuân theo quy luật của tự nhiên. Xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàng. Mùa xuân sinh sản, mùa hạ tăng trưởng, mùa thu thâu rút lại, mùa đông ẩn tàng, chất chứa. Trong sự chuyển vận tự nhiên của vạn vật đất trời, thì việc lễ chùa vào mùa xuân vừa là khởi đầu của một năm, vừa là khởi đầu của sự sống. Trải qua thời gian, ý niệm đó đã trở thành yếu tố tâm linh gắn liền với văn hóa tín ngưỡng của người Việt, như hơi thở của cuộc sống là thói quen, nét đẹp của nền văn hóa Việt. Thời xưa, người ta thường chọn ngày lành đầu tiên trong năm để đến chùa lễ Phật hoặc đến đình lạy thánh, với mong muốn khởi đầu năm mới được an lành, suôn sẻ, đó gọi là tục thí sự. Ngày nay, người Việt đến lễ chùa ngay trong đêm giao thừa và tất cả những ngày trong Tết. Không câu nệ cứ phải là ngày tốt nhất. Trong đêm giao thừa, dân chúng đến lễ tạ tại các cửa chùa rất đông. Họ tới lễ tạ như lời tri ân, cảm ơn cho năm cũ, đồng thời cầu cho năm mới được may mắn. Đi lễ chùa đầu năm là một phong tục tốt đẹp. Dù làm ăn xa, ở đâu, Tết trở về làng mình, thắp nén nhang trước mộ tổ tiên, viếng thăm ngôi chùa làng nhỏ bé nhưng gần gũi và thiêng liêng. Chùa làng không phải chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo mà còn là chỗ để mỗi con người lắng lại lòng mình với những ý nghĩ tốt lành. Đi lễ chùa mang những lễ vật gì? Việc sửa soạn đi lễ chùa, sắm lễ vật để đi lễ chùa đều có những quy định mà người hành lễ phải tuân thủ, đó là đến dâng hương tại các chùa chỉ được sắm lễ chay, hương, hoa quả, quả chín, oản phẩm, xôi chè, không được sắm sửa lễ mặn như cỗ tam sinh, trâu, dê, lợn, thịt mồi, gà, giò chả. Việc sắm sửa lễ mặn chỉ có thể được chấp nhận nếu như trong khu vực chùa có thờ tự, các vị thánh, mẫu và chỉ dâng ở đó mà thôi. Tuyệt đối không được dâng đặt lễ mặn ở khu vực Phật điện chính điện, tức là nơi thờ tự chính của ngôi chùa. Trên hương án của chính điện chỉ được dâng lễ chay tịnh, lễ mặn nhưng thường chỉ đơn giản là gà, giò, chả, rượu, trầu cau, cũng thường được đặt tại bàn thờ hay điện thờ nếu xây riêng của Đức Ông, vị thần cai quản toàn bộ công việc của ngôi chùa. Không nên sắm sửa vàng mã, tiền âm phủ để dâng cúng lễ Phật tại chùa. Nếu có sửa lễ này thì chỉ đặt ở bàn thờ thần linh, thánh mẫu hay ở bàn thờ Đức Ông. Tiền giấy, âm phủ hay vàng mã kiêng đặt ở bàn thờ Phật, Bồ Tát và tiền thật cũng không nên đặt lên hương án của chính điện. Tiền vàng công đức nên để vào hòm công đức đặt tại chùa. Hoa tươi lễ Phật là hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu, hoa cúc, không nên dùng các loại hoa tạp, hoa dại.
trước ngày dâng hương lễ Phật ở chùa cần chay tịnh trong đời sống sinh hoạt ngày thường, ăn chay, kiêng giới, làm việc thiện. Đến chùa hành lễ cần theo thứ tự như sau. 1. Đặt lễ vật, thắp hương và làm lễ tại bàn thờ Đức Ông trước. 2. Sau khi đặt lễ ở ban Đức Ông xong, đặt lễ lên hương án của chính điện, thắp đèn nhang, thỉnh ba hồi chuông rồi làm lễ chư Phật Bồ Tát. 3. Sau khi đặt lễ ở chính điện xong thì đi thắp hương ở tất cả các ban thờ khác của nhà bái đường. Khi thắp hương lên đều có ba lễ hay năm lễ. Nếu chùa nào có điện thờ mẫu, tứ phủ thì đến đó đặt lễ, dâng hương cầu theo ý nguyện. 4. Cuối cùng là lễ ở nhà thờ tổ nhà hậu. 5. Cuối buổi lễ, sau khi đã lễ tạ để hạ lễ thì nên tới nhà trai giới hoặc phòng tiếp khách để thăm hỏi các vị sư, tăng trụ trì và có thể tùy tâm công đức. Những điều cấm kỵ cần lưu ý khi đi lễ chùa đầu năm. Thứ nhất, khi lễ chùa, bạn nên thắp hương tại đỉnh đặt bên ngoài, hạn chế thắp hương bên trong chùa vì có thể gây ảnh hưởng đến tượng Phật, pháp khí. Thứ hai, không nên chụp ảnh quay phim tùy tiện trong chùa. Khi đứng khấn vái, không nên đứng thẳng bàn thờ mà nên đứng chéo sang một bên. Thứ ba, không đặt lễ mặn ở khu vực Phật điện, tức là chính điện, tức là nơi thờ tự chính của ngôi chùa. Trên hương án của chính điện chỉ được dâng đặt lễ chay tịnh. Việc sắm sửa lễ mặn chỉ có thể được chấp nhận nếu trong khu vực của chùa thờ tự có các vị đức ông, thánh, mẫu và chỉ dâng đặt tại ban thờ hay điện thờ mà thôi. Thứ tư, không nên sắm sửa vàng mã, tiền âm phủ để dâng cúng Phật tại chùa. Nếu có sửa lễ này thì thí chủ đặt ở bàn thờ thần linh, thánh mẫu hay ở bàn thờ đức ông. Tiền thật cũng không nên đặt lên hương án của chính điện mà chỉ nên bỏ vào hòm công đức. Thứ năm, vào chùa nên đi từ cửa bên, không đi từ cửa chính giữa, đồng thời không dẫm lên bậu cửa khi bước vào, phải bước qua bậu cửa. Nếu không, chắc chắn phạm tội bất kính. Cửa chính của nhà chùa từ xưa tới nay chỉ Đức Phật, Ngọc Đế, quốc vương của một nước mới được ra vào, vì thế nhiều ngôi chùa ngày thường không mở cửa chính. Thứ sáu, cấm kỵ khi đi lễ chùa là không nên ngắm tượng Phật như một tác phẩm nghệ thuật. Trước tượng Phật nên cung kính nghiêm trang, không nhìn ngang ngó dọc, khệnh khạng trước tam bảo. Nếu muốn chiêm ngưỡng tượng Phật nên đứng từ ngoài để quan sát. Thứ bảy, không nên mang theo mũ áo, khăn, túi sách, gậy gộc, bao tay vào tam bảo bái Phật. Khi vào chùa cần mặc quần áo dài, kín cổ, giản dị sạch sẽ, đặc biệt không mặc váy ngắn, quần cộc, áo hở hang. Theo quan niệm riêng của Phật giáo thì ở một nơi mang tính chất trang nghiêm, tâm linh thì sự giản dị nhẹ nhàng được đặt lên hàng đầu. Thay vào đó là những bộ đồ màu sắc nhã nhặn sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất. Thứ nhất, không đi cửa chính vào chùa. Khi bước vào nhà chính của chùa thì nên bước vào từ cửa bên, không bước ở cửa chính giữa, đồng thời không dẫm lên bậu cửa, phải bước qua bậu cửa, nếu không sẽ phạm tội bất kính. Cổng chính của chùa còn được gọi là cổng tam quan, theo quan niệm xưa. Cửa giữa chỉ dành cho Đức Phật, Ngọc Đế, quốc vương. Vì vậy, nếu để ý, bạn sẽ thấy nhiều chùa không mở cửa chính. Khi đi qua cổng tam quan vào chùa, nên đi vào ở cửa giả quan bên phải và đi ra bằng cửa không quan ở bên trái. Thứ hai, không đi giày dép vào Phật đường tam bảo. Đi giày dép vào tam bảo Phật đường là điều kiêng kỵ khi đi lễ chùa. Ở hầu hết các chùa ở Việt Nam đều hướng dẫn người tới lễ đặt dép giày ở ngoài vì khu vực Tam Bảo Phật Đường là nơi tôn nghiêm, có giới hương, định hương, chân hương, đòi hỏi phải trì giới để di dưỡng thanh tịnh, tuyệt đối không gây ồn ào, hỗn tạp. Không để trẻ em chạy loạn Tam Bảo, nghịch ngợm các đồ tế khí, sờ mó tượng Phật, không được làm ồn hoặc nói những lời bất kính, đặc biệt cần tránh thái độ thiếu cung kính như tùy tiện dùng tay chỉ trỏ vào tượng Phật hay thánh. Thứ ba,
không đi cắt ngang mặt những người đang quỳ lại. Khi bước đi, không nên cắt ngang qua mặt những người đang quỳ lại. Muốn làm lễ thì không nên quỳ phía sau những người đang đứng thắp hương. Thứ tư, không dùng miệng thổi tắt hương nến, tùy tiện nhét tiền công đức. Thưa quý vị, tuyệt đối tránh việc châm hương sau đó thổi tắt bằng miệng. Hãy nhẹ nhàng dùng tay phẩy nhẹ. Trong chùa luôn có nơi đựng tiền công đức rõ ràng và dễ nhìn. Nếu muốn góp tiền giọt dầu công đức cho tăng chúng, đệ tử của Phật, hãy đặt vào những vị trí được chỉ dẫn đó. Tại các lễ chùa, hiện tượng này hiện nay đã giảm nhưng vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Thứ năm, không chạm sờ vào tượng Phật. Nhiều người vẫn có những quan niệm hết sức sai lầm rằng sờ mó, xoa tiền hay chạm vào tượng Phật sẽ được nhiều lợi lộc sức khỏe. Không hề có chuyện như vậy. Những hành vi bất kính như vậy sẽ làm nhiễu loạn không khí thanh tịnh, linh thiêng vốn có ở nơi cửa Phật. Thứ sáu, không ăn mặc xuề xòa hoặc phản cảm. Chùa là nơi linh thiêng thờ Phật, là cõi thanh tịnh. Vậy nên khi đi lễ chùa cần chú ý về trang phục của mình. Khi vào chùa, bạn cần mặc quần áo dài, kín cổ, giản dị sạch sẽ, đặc biệt là không mặc váy ngắn, quần cộc, áo hở hang, lòe lòe. Thứ bảy, không tự ý chụp ảnh quay phim tượng Phật. Chụp ảnh là điều kiêng kỵ khi đi lễ chùa, bởi chùa vốn là nơi thờ Phật, chốn linh thiêng. Đồng thời, khi đứng khấn vái, bạn cũng không nên đứng thẳng bàn thờ mà nên đứng chéo sang một bên. Đặc biệt là chụp ảnh những bức ảnh tạo dáng không lịch sự, không trang nghiêm. Thưa quý vị, Tết là khởi đầu cho một năm mới, mang theo nhiều hy vọng. Vào thời xưa, năm mới chính là dịp ngũ cốc đại thục. Cổ nhân sau khi được mùa sẽ tiến hành những nghi lễ thờ phụng và cảm tạ thần linh, đồng thời cầu xin một năm mới mưa thuận gió hòa. Tại phương Đông cổ xưa, năm mới từng được bắt đầu từ mùng 8 tháng Chạp, kết thúc vào ngày 15 tháng Giêng. Ngày mùng 8 tháng Chạp chính là ngày Đức Thích Ca Mâu Ni khai ngộ thành Phật. Chính vì thế, vào ngày này, trong dân gian và chùa chiền đều ăn cháo, một mặt là để cầu nguyện cho năm mới ngũ cốc dồi dào, lục xúc hưng vượng, nhưng quan trọng hơn hết chính là để tỏ lòng kính ngưỡng và hướng về Đức Phật. Khi ấy, người Việt đến chùa không chỉ là để ước nguyện mà còn để hòa mình vào chốn tâm linh, gạt bỏ đi những lo toan của cuộc sống. Trong xã hội hiện đại, khi nền văn minh vật chất phát triển quá nhanh, tới nỗi nền văn minh tinh thần không thể theo kịp nữa, thì người ta tới lễ chùa phần lớn là mong cầu sức khỏe, bình an, cầu cho con cái, cho công việc làm ăn hay cho được công thành danh toại. Cũng có người đến chùa là để tìm lối thoát cho những khúc mắc trong cuộc sống như cầu duyên, cầu tai qua nạn khỏi hay mong cầu vượt qua những bế tắc trong cuộc sống. Tất nhiên, đôi lúc cũng có những người mộ đạo mong muốn giải đáp những băn khoăn về ý nghĩa nhân sinh để tìm về chân lý. Vậy thì khi đi lễ chùa đầu năm, chúng ta nên cầu gì? 10 điều lưu ý khi đi lễ chùa. Liệu chúng ta có thể cầu tiền tài hay danh vọng? Cả cuộc đời của Đức Phật đã dẫn dắt các đệ tử của Ngài đi xin ăn, đi hóa duyên, yêu cầu buông bỏ hết những chấp trước và tiền tài và danh vọng. Ngài dạy buông bỏ để có thể thật sự đạt được trí huệ cao hơn. Vậy thì những lợi ích phàm tục này không phải là những gì mà Đức Phật sẽ cấp phát cho con người. Vậy chúng ta có nên cầu duyên không? Theo lý của nhà Phật, duyên cũng không phải là thứ có thể cưỡng cầu. Chưa nói tới tình duyên mà thậm chí duyên cha mẹ, duyên con cái cũng đều gói gọn trong một kiếp này. Đức Phật hướng con người tới sự giải thoát khỏi luân hồi cũng chính là thoát khỏi những duyên nợ. Vậy thì làm sao Ngài có thể ban duyên cho con người đây? Còn cầu sức khỏe bình an thì sao? Theo luật nhân quả, con người gặp điều may mắn đều là để hoàn trả những oan nợ từ một hay nhiều kiếp trước. Sau khi hoàn trả và chịu khổ rồi thì mới có thể có được phúc phận. Có nghĩa là nếu một người sống thoải mái cả cuộc đời thì họ sẽ không còn cơ hội được tiêu trừ nghiệp lực.
chẳng phải đều chờ đợi họ sẽ là đại nạn khó thoát hay sao? Cũng có người chẳng mong cầu cho bản thân nhưng lại muốn cầu cho người khác, hàm ý rằng cái tâm ấy là vì người khác. Nhưng người khác ấy lại thường là con cái, cha mẹ hay anh chị em. Tóm lại, cũng là cái tâm hướng tới người thân của mình, chứ ít ai thật sự cầu cho người khác. Đó là vì cái tâm vị tư chứ không phải là vô tư vô ngã. Vậy nếu không cầu tiền tài, danh vọng, tình duyên, sức khỏe, bình an hay cầu cho người khác thì khi đi lễ chùa đầu năm chúng ta nên cầu gì? Cổ nhân đi chùa mang theo cái tâm kính ngưỡng Phật, mong muốn chiều theo những điều Phật giảng. Người mộ đạo đến cầu chân lý, bày tỏ cái tâm mong muốn được đắc độ mà không sợ khó, không sợ khổ. Người bình thường cũng nhân dịp lễ Phật mà ăn năn trước những việc ác của mình và cầu xin có cơ hội được hoàn trả lỗi lầm, làm việc tốt, hành thiện, tích đức. Những ngày nay, hỏi mấy người tới lễ Phật là để sám hối ăn năn. Con người thực sự có cái tâm cầu đạo thì lại càng ít hơn nữa. Thêm nữa, cho dù có chăm chỉ lễ bái, cầu cúng nhiều tới thế nào đi nữa, cũng không thể nhận được phúc báo. Bởi vì phúc báo là quả của nhân thiện, cho nên chỉ có hành thiện tích đức mới thực sự có được phúc báo. Năm mới đến với những hy vọng mới, những khát vọng mới, nhưng mong rằng khi đi lễ chùa chúng ta sẽ không chỉ vì tiền tài, danh vọng, tình duyên, sức khỏe cũng như bình an mà quên đi những chân lý mà Đức Phật đã giảng dạy. Đó chính là cầu chân lý, mong được đắc độ, chỉ ít cũng là sự ăn năn, thiện niệm và từ tâm đối với hết thảy mọi điều. Đi chùa là một truyền thống văn hóa có từ 26 thế kỷ trước. Mục đích của việc đi chùa là trải nghiệm đời sống văn hóa và tâm linh để thăng hoa nhận thức và thông qua đó cải thiện đời sống xã hội. Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chia sẻ về những ý nghĩa sâu xa của văn hóa đi chùa trong giáo lý của nhà Phật. Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, các bạn trẻ khi đi chùa nên ăn mặc lịch sự, trang nghiêm, phù hợp văn hóa Phật giáo và văn hóa của dân tộc. Vào thời Đức Phật mà hiện nay nền văn hóa Phật giáo Nam Tông vẫn còn giữ, đó là Phật tử khi đi chùa có thể mặc bất cứ loại trang phục truyền thống nào mà dân tộc mình trực thuộc. Màu sắc của các y phục đến chùa là màu trắng trong nền văn hóa Phật giáo. Màu trắng tượng trưng cho sự thanh tịnh, trang nghiêm, thanh cao và là một biểu tượng văn hóa Phật giáo ở Ấn Độ. Tại những nước truyền thống Nam Tông ngày nay còn giữ. Còn tại các nước Bắc Tông như Việt Nam, sắc phục dành cho Phật tử lúc đầu là màu nâu. Từ khoảng mấy mươi năm trở lại đây, từ Huế tới Cà Mau thì sử dụng màu lam rất trang nhã, lịch sự và đẹp. Nhiều thanh niên Phật tử khi đi chùa chưa phải là Phật tử hoặc mới là thiện cảm về Phật giáo thì không nhất thiết phải mặc áo choàng. Nhưng quý bà, quý cô cũng không nên mặc váy, mặc đầm vì nó không phù hợp với văn hóa tâm linh của đạo Phật. Còn những người nam nói chung không nên mặc quần đùi, áo thun. Về những thói quen khắc tên, lời cầu nguyện của mình lên thân cây, vách tường chùa hoặc hái trái cây ở chùa xem như lộc Phật, Thượng tọa Thích Nhật Từ cho rằng đó là điều không nên. Nơi tôn nghiêm cần những biểu hiện vừa văn hóa vừa lịch sự, giới trẻ cần ý thức được truyền thống văn hóa tốt đẹp này để không làm mất đi nét thanh tịnh của chốn thiền môn và cả nét thanh lịch của mình. Tôi nghĩ giới trẻ và mọi thành phần khi đi chùa chỉ thắp một nén hương tượng trưng. Chùa nào ở trước chánh điện có một lư hương lớn bằng đồng, bằng đá hoặc bằng một chất liệu gì đó, nghĩa là vị trụ trì ở đó có dụ ý muốn chúng ta cắm nhang vào lư hương đó. Khi vào chánh điện, chúng ta chỉ chắp tay lại để trải nghiệm đời sống tâm linh và tinh thần, không cần phải thắp nhang nữa. Việc thắp hương ở chánh điện quá nhiều sẽ gây ô nhiễm không khí, làm cho không gian thờ phụng bị xuống sắc bởi màu khói và chùa phải tốn tiền để trang nghiêm lại các tượng Phật sau một mùa lễ hội, đặc biệt là sau mùa Tết. Nhang khói không phải là phương tiện duy nhất để gửi trọn lòng tôn kính của mình
với các đấng thần linh, mà tâm là một phương tiện tốt nhất để chúng ta quán tưởng hướng về. Thượng tọa Thích Nhật Từ nhấn mạnh. Đồng thời, vào chùa làm lễ cầu nguyện hay trải nghiệm tâm linh thì sự yên lặng là biểu hiện trang nghiêm rất cần thiết. Yên lặng cũng là biểu hiện truyền thống văn hóa Phật giáo, trải nghiệm đời sống nội tại một cách sâu lắng hơn. Nói cười lớn tiếng, ồn ào ở nơi công cộng còn không nên, huống hồ là ở một nơi tôn nghiêm như cửa Phật. Cho nên, giới trẻ cần phải ý thức nét đẹp văn hóa này để vào chùa thân an, tâm yên thì chúng ta mới có đủ điều kiện để trải nghiệm các giá trị an lạc. Để đi chùa có lợi ích và góp phần làm đẹp thiền môn, tích tạo phước điền cho mình, các bạn trẻ cần lưu tâm các việc sau. Thứ nhất, đến chùa không chỉ đơn thuần lạy Phật cầu nguyện vì đây là phần tín ngưỡng mà các tôn giáo đều có. Đạo Phật vượt lên trên các loại tín ngưỡng thông thường vì đạo Phật đi vào chiều sâu minh triết. Vì thế, các bạn nên có mặt và tham dự những buổi thuyết giảng, thường là vào ngày 14 và cuối tháng âm lịch, hoặc buổi tối ở các chùa, hoặc vào chủ nhật ở một số ngôi chùa có giảng đường. Việc tham dự vào những buổi học về minh triết Phật giáo sẽ giúp cho giới trẻ có được một nhân sinh quan, một thế giới quan, một tư duy đúng đắn, một lối hành xử tích cực, giá trị minh triết sẽ hướng dẫn và giúp định hướng cuộc đời của giới trẻ một cách tốt đẹp hơn. Thứ hai, tại các chùa không chỉ là trung tâm tâm linh mà còn là trung tâm văn hóa và giáo dục. Các lễ hội văn hóa Phật giáo thường xuyên được diễn ra. Giới trẻ cần xem biết các thông báo của các chùa về các chương trình để chúng ta dự phần vào. Có được như thế thì các hoạt động văn hóa và tâm linh sẽ còn được tốt đẹp. Thứ ba là giới trẻ khi đi chùa nên cố gắng. Người nam thì dẫn thêm bạn nữ của mình, bạn nữ thì dẫn thêm bạn trai, vợ chồng đi cùng nhau để sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh được chia đều, được hưởng đều. Do đó, đời sống nhận thức và lối sống ứng xử hai bên sẽ tương thích với nhau, mà theo Đức Phật, đó là một trong những điều kiện để góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình. Tôi tin rằng, khi giới trẻ đến chùa với các tâm niệm vừa nêu, tham dự được các hoạt động giáo dục, văn hóa và tâm linh, thì phước báo sẽ được trọn vẹn, chứ không nên dừng lại ở góc độ tín ngưỡng chỉ là cái vỏ bên ngoài của đạo Phật. Minh triết Phật giáo là cái quan trọng hơn, quyết định hành vi, lối sống hàng ngày. Nếu bỏ phần đó thì lợi lạc và phước báo nó thật sự không nhiều như chúng ta mong đợi. Ngoài ra, còn một số kiêng kỵ khác, vì việc đi lễ chùa đầu năm không chỉ là tục lệ mà còn được xem là nét đẹp trong văn hóa của người Việt. 1. Nên thắp hương tại đỉnh đặt bên ngoài, hạn chế thắp hương bên trong chùa, vì có thể gây ảnh hưởng tới tượng Phật pháp khí. Khi đứng khấn vái, không nên đứng thẳng bàn thờ mà nên đứng chết sang một bên. Không đứng hoặc quỳ chính giữa Phật đường lễ Phật nên quỳ chếch sang một bên một chút. 2. Không đặt lễ mạn ở khu vực Phật điện, tức là chính điện, nơi thờ tự chính của ngôi chùa. Trên hương án của chính điện chỉ được dâng lễ chay tịnh. Việc sắm sửa lễ mạn chỉ có thể được chấp nhận nếu như trong khu vực chùa có thờ tự các vị đức ông, thánh, mẫu và chỉ dâng đặt tại ban thờ hay điện thờ mà thôi. 3. Không nên sắm sửa vàng mã tiền âm phủ để dâng cúng Phật tại chùa. Nếu có sửa lễ này thì thí chủ đặt ở bàn thờ thần linh, thánh mẫu hay ở bàn thờ đức ông. Tiền thật cũng không nên đặt lên hương án của chính điện mà nên bỏ vào hòm công đức. 4. Không tự ý lấy sử dụng hoặc mang bất kỳ loại đồ đạc gì của chùa về nhà làm của riêng. Theo nhiều kinh sách và quan niệm truyền thống, những hành vi như vậy được gọi là đạo dụng thập phương thường trụ, trộm đồ dùng lễ của chúng sinh cúng dường. Phạm giới luật này, khi chết sẽ bị giam vào địa ngục, chịu khổ vô kể. Phật điển ghi rõ, nhân nhỏ, quả lớn, thành tâm cúng dường, lễ dù nhỏ nhưng phúc báo lớn lao, trộm của chùa vật tuy sơ sài nhưng quả báo không gánh hết. 5. Vào Phật đường Tam Bảo không nên đi giày dép, nhai trầu, hút thuốc.
Tam Bảo là nơi tôn nghiêm, có giới hương, định hương, chân hương, đòi hỏi phải trì giới để di dưỡng thanh tịnh, tuyệt đối không gây ồn ào, hỗn tạp, tội náo loạn Tam Bảo không nhỏ. 6. Vào chùa nên đi từ cửa bên, không đi cửa chính giữa, đồng thời không dẫm lên bậu cửa khi bước vào, phải bước qua bậu cửa, nếu không chắc chắn sẽ phạm tội bất kính. Cửa chính của nhà chùa từ xưa cho tới nay chỉ Đức Phật, Ngọc Đế, quốc vương của một nước mới được ra vào, vì thế nhiều ngôi chùa ngày thường không mở cửa chính. 7. Không nên ngắm tượng Phật như một tác phẩm nghệ thuật. Trước tượng Phật nên cung kính nghiêm trang, không nhìn ngang ngó dọc, khệnh khạng trước Tam Bảo. Nếu muốn chiêm ngưỡng tượng Phật nên đứng từ ngoài để quan sát. 8. Không chạy qua chạy lại, nói chuyện bình phẩm, ngồi hoặc nằm trong Phật đường. Không tùy tiện hắt hơi sổ mũi khạc nhổ quanh khu vực Phật điện, Tam Bảo. Những tội này đều bị thiêu nơi địa ngục, kẻ tu hành dù chuyên chú đến mấy cũng không chính quả. 9. Sử dụng đồ của chùa như ăn uống thụ lộc nên lưu công đức dù ít dù nhiều. Không nên coi đó là của chùa, trụ trì cho thì nhận mà không bố thí chút công đức, vì sẽ phạm tội luân đạo thực quả báo là căn nguyên rơi vào địa ngục. 10. Không mặc váy ngắn quần cộc, áo hở lườn hở nách, phải ăn mặc giản dị sạch sẽ, không nên mang theo mũ áo, khăn, túi sách, gậy gộc, bao tay vào Tam Bảo bái Phật. Lỡ đặt những đồ đạc như vậy trên bàn, trên chiếu hoặc trong góc Tam Bảo để bái Phật thì mọi công quả tu dưỡng bấy lâu đều tiêu tan. Đi lễ chùa tốt nhất không mang theo những đồ tùy thân khi vào Tam Bảo. Cách đây hơn 2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dự ngôn. Sau khi Ngài ly thế, chính là vào thời kỳ mạt Pháp, thì Phật Pháp mà Ngài truyền sẽ bị phá hư, diệt vong. Và trong thời mạt Pháp sẽ xuất hiện rất nhiều tăng nhân giả, làm thiện tri thức, đưa chúng sinh lầm đường lạc lối. Dự ngôn của Phật Thích Ca Mâu Ni về thời mạt Pháp, Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh, còn gọi là Pháp Diệt Tận Kinh, là tác phẩm kinh điển của nhà Phật. Người đời sau không xác định được người dịch bộ kinh này, nhưng theo các điển nhân suy tính thì nó được xác nhận là dịch ra vào thời Lưu Tống. Trong Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh có ghi lại lời tiên tri của Phật Thích Ca Mâu Ni về những biến hóa dị thường thường xảy ra sau khi Ngài nhập Niết Bàn. Lúc ấy, Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại nước Kusinagara của Ấn Độ cổ. Có rất nhiều tín đồ và dân chúng đến tụ tập ở xung quanh Ngài. Dù cho tín đồ và chúng sinh chắp tay bái, nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn im lặng, không nói gì. Ánh hào quang cũng không xuất hiện. Khi ấy, Phật Thích Ca Mâu Ni đã ở dưới cội Bồ Đề khai ngộ và truyền giảng Pháp được 49 năm. Các đệ tử của Ngài đã sớm quen với việc nghe Ngài giảng Pháp. Hơn nữa, họ cũng quen với Phật quang hiển hiện khi Ngài đang giảng Pháp. Tôn kính bậc đáng kính Đức Phật là phúc lành vô lượng. Một trong 10 đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni lúc đó là Tôn giả A Nan, cảm thấy không hiểu, liền hướng về Phật hỏi nguyên do. Lúc đầu, Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn lặng im, không trả lời. Sau 3 lần thỉnh cầu, Phật Thích Ca Mâu Ni đã khai thị và một phần nội dung của những lời của Ngài đã được ghi trong phần Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh. Theo Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh ghi chép lại, Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói với Tôn giả A Nan và các tín đồ, chúng sinh có mặt lúc ấy rằng, sau khi Ngài ly thế, cũng chính là vào thời kỳ mạt Pháp mạt kiếp, thì Phật Pháp mà Ngài truyền sẽ bị phá hư, diệt vong. Là một người giác ngộ đại trí đại huệ, Phật Thích Ca Mâu Ni thập phần hiểu rõ vận mệnh Pháp mà Ngài truyền giảng. Chỉ cầu nhờ cửa Phật mà không tu giới luật. Trong Pháp Diệt Tận Kinh viết, tự cung vu hậu bất tu đạo đức, tự miếu không hoang, vô phục tu lý, truyền tự hủy hoại, đán tham tài vật, tích tụ bất tán, bất tác phúc đức, phán mãi nô tỳ, canh điền sung thực, phần hủy sơn lâm, thương hại chúng sinh, vô hữu tự tâm, đô vi tỷ khưu,
tỳ vi tỳ khưu ni, vô hữu đạo đức, dâm điệt trọc loạn, nam nữ bất biệt, lệnh đạo bạc đạp, giai sao tư bối, hoặc tỵ huyện quan, y ỷ ngô đạo, cầu tác sa môn, bất tu giới luật, nguyệt bán nguyệt tận, tùy danh tụng giới, yếm quyện giải đãi, bất dục thính văn, sao luật tiền hậu, thiết hữu đậu giả, bất thức tự câu, vi cường ngôn thị, bất tư minh giả, cống cao cầu xanh, hư hiển nha bộ, dĩ vi vinh ký, vọng nhân cung dưỡng. Chú thích: chúng sinh chỉ tham tiền tài vật chất, tích lũy để giàu, cũng không tu phúc đức chân chính. Có kẻ còn bắt đầu buôn bán nô tỳ, bắt nô tỳ cày ruộng trồng trọt, sưu cao thuế nặng. Ngoài ra, còn đốt phá rừng, làm tổn hại sinh mạng của chúng sinh, không còn một chút thiện tính từ bi nào nữa. Những sự tình dị thường xảy ra trong xã hội. Đến thời này, xã hội nhân loại cũng sẽ xuất hiện rất nhiều sự tình khác lạ. Một là thủy hạn bất điều ngũ cốc bất thục, dịch khí lưu hành tử vong xả chúng. Tức là khí hậu dị thường, thiên tai nhân họa xảy ra thường xuyên, nước hạn hán, ngũ cốc không chín, bệnh dịch làm chết nhiều người. Hai là ác nhân chuyển đa như hải trung xa, thiện giả thẩm thiểu nhược nhất nhược nhị. Y nói, đạo đức xã hội trượt dốc, người ác nhiều như cát trong biển, người lương thiện thì lại vô cùng ít. Ba là kiếp dục tận cố, nhật nguyệt truyền đoạn, nhân mệnh truyền thúc, tứ thập đầu bạch, nam tử dâm điệt, tinh tận yểu mệnh, hoặc thọ lục thập, nam tử đoàn thọ, nữ nhân thọ trường, thất bát cửu thập, hoặc trí bách tuế, đại thủy hốt khởi, thốt trí vô kỳ, thế nhân bất ngôn, cố vi hữu thường, chúng sinh tạp loại, bất vấn hào tiện, một nịch phù phiêu, ngư miết thực đạo. Y nói, đến thời mạt kiếp thì mặt trăng mặt trời luân chuyển làm cho thời gian ngắn lại hơn, vì thế tuổi thọ con người cũng nhanh kết thúc hơn. Người 40 tuổi đã đầu bạc, già trước tuổi, nam giới vì dâm dục phóng túng nên tinh lực cạn kiệt mà chết yểu, có thể chỉ sống thọ tới 60. Nam thọ ngắn thì nữ lại thọ dài, có thể sống tới 70, 80, 90, thậm chí là 100 tuổi. Lũ lụt sẽ đến bất ngờ và thường xuyên hơn, không theo quy luật rõ ràng. Người đời không tin đây là hiện tượng mạt pháp, vì thế xem là bình thường. Chúng sinh sống tạp loạn cùng nhau, bất kể giàu sang hay nghèo hèn đều bị chìm trong nước chứ không nổi, làm mồi cho cá và rùa. Thế nhưng, trong Phật thuyết pháp diệt tận cũng có ghi chép lại lời của Đức Phật. Khi pháp ta diệt, ví như đèn dầu sắp tắt, ánh sáng lóe lên, sau đó liền diệt. Khi pháp ta diệt, cũng như đèn tắt, khó mà tránh được. Đến như sau đó mấy nghìn vạn năm, khi Di Lặc hạ thế làm Phật, thiên hạ thái bình, độc khí toàn tiêu. Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói tới một cứu cánh cho toàn nhân loại ngày nay, đó là khi chuyển Luân Thánh Vương trên thiên thượng được gọi là Pháp Luân Thánh Vương, cũng xưng là Di Lặc, một vị Như Lai với thần thông tối quảng đại, năng lực lớn nhất trong vũ trụ sẽ hạ thế chuyển Pháp độ hết thảy chúng sinh các giới. Xuất phát từ lòng từ bi với con người, Phật Thích Ca Mâu Ni đã đưa thiên cơ trọng yếu này vào các dự ngôn minh xác, lấy đó làm khải thị người đời sau phải sáng suốt để tự cứu thoát khỏi kiếp nạn và hướng về kỷ nguyên mới của lịch sử. Mong rằng những ai hữu duyên có thể tìm và đắc được cơ duyên vạn cổ để có thể giải thoát chính mình này. Khi cơ hội đến, hãy nắm bắt, đừng bỏ qua. Những dự ngôn của Phật Thích Ca Mâu Ni lúc ấy có bao nhiêu điều đã xảy ra, có bao nhiêu điều đang xảy ra, có bao nhiêu điều sắp xảy ra. Những điều ghi chép trong Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh này có thể không đầy đủ, hơn nữa cũng là những lời mà người đời sau nhớ và ghi chép lại nên thật khó để cam đoan là hoàn toàn chuẩn xác, nhưng thực sự đáng để người đời suy ngẫm.